Bây giờ mình sẽ theo phần mũi, tạo mũi cho búp bê nè. Đậm đại quá. Giờ đã xong phần mũi của búp bê rồi. Bây giờ mình muốn thêm phần mắt cho em búp bê này. Mình muốn em búp bê này có cái tròng trắng. Ở đây mình sử dụng là sợi len này là 3.75mm len Yanbi. Các bạn có thể dùng sợi to hơn cũng vẫn được, nhưng mà mình đang có len này thì mình dùng len này thôi.
bên này luôn nha. Bây giờ mình sẽ làm lông mi và lông mày. Mình sẽ dùng len màu đen. Sau đó thì mình sẽ may lên trên, luồn cái kim xuống dưới đây.
Mình cho kiên qua bên này. Cũng nên tương tự. Giống từ đây qua đây và đều nhau. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.